Một điểm hẹn của rất nhiều người Hải Phòng đi xa, mỗi lần về thăm nhà, được gặp lại những người bạn cũ ở một không gian ấm cúng, yên bình và để nhâm nhi một thức quà thân quen của đất cảng, đó là An Trà. Song hành cùng cà phê trong sự phát triển thức uống đường phố, không biết kể từ khi nào uống trà cúc đã trở thành một thói quen của người dân thành phố cảng, bất kể sáng hay tối. Với mong muốn được lan tỏa các giá trị văn hóa thông qua thức uống dân dã mà tinh tế này, An Trà là thương hiệu trà cúc đầu tiên được xây dựng và vận hành theo mô hình chuỗi hệ thống ở Hải Phòng. Với slogan Trà cúc vì sức khỏe, điểm đặc biệt của trà cúc An Trà là được làm từ dòng hoa sấy lạnh, không gian xay cháy nên vẫn còn nguyên các dưỡng chất, tốt cho sức khỏe, giúp thải độc, đẹp da, mang cảm giác hương thơm thanh mát như những bông cúc tươi. Với vị đặc trưng, cay dịu, đắng chát nhẹ, cùng vị ngọt của táo đỏ, vị thơm bùi của hoa cúc, tất cả sẽ khiến cho thực khách cảm thấy tinh thần thoải mái và tràn đầy năng lượng. Nếu bạn yêu thích thức uống này, hãy đến với An Trà để cảm nhận cách uống trà cúc rất riêng của người Hải Phòng.